Thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các học sinh thân mến, từ khi thành lập cho đến nay đã là hơn 20 năm rồi, thì học sinh trường Chu luôn nổi tiếng là học giỏi, năng động, sáng tạo, rất nhiều đam mê và khát vọng. Đã có biết bao nhiêu thế hệ học trò bay cao, bay xa từ chính ngôi trường này và đã và đang cống hiến và công sức cho cộng đồng, cho đất nước. Có được sự thành công ấy là nhờ tinh thần hăng say học tập, sự nỗ lực phấn đấu và đặc biệt là có niềm đam mê đọc sách. Và ngày hôm nay, anh Lương Đình Khoa, cựu học sinh nhà trường, là một nhà văn, nhà thơ, nhà báo, rất yêu sách và có niềm đam mê đọc sách. Anh cũng muốn được đến đây để chia sẻ cách ngắn gọn và cũng muốn lan tỏa được cái tình yêu và niềm đam mê đọc sách đến các em học sinh trường Chu. Sau đây xin trân trọng mời anh Lương Đình Khoa đi sân khấu. Xin được gửi lời chào tới tất cả quý thầy cô giáo, quý vị đại biểu và các em học sinh trường Trung học cơ sở Chu Minh Trinh. Xin anh thì có cái phong hoa phù hợp và xin chú giống như ở nhà mà anh đã công tác trong ngành giáo dục gần 7 năm rồi và sẽ xin phép được tương tác với em bằng hình thức thầy và em. Thời gian không có nhiều vì chúng ta đã trễ giờ một chút rồi. Ngày hôm nay thầy lên đây đánh giá cho chúng ta ba món quà bất kỳ ai có thể nhận mang về và tận hưởng nó. Chúng ta muốn nhận quà không ạ? Muốn nhận quà thì phải lưu lại tập trung lên đây để nhận. Ok, chúng ta đồng ý không? Một tràng pháo tay để nhận quà nào. Món quà đầu tiên mà thầy vẫn chia sẻ với học sinh của thầy mỗi lần trò chuyện, chúng ta đã nghe nhé. Một món quà rất đặc biệt, dễ nhớ và dễ mang theo, rất phù hợp với chương trình ngày hôm nay. Tôi đúng rồi, bắt đầu tặng quà. Đó là một câu chuyện. Có một người ông lấy trên gác bếp xuống một cái giỏ đấy bám đầy bùn than. Ông bảo người cháu của mình: cháu ơi, cháu mang cái giỏ ra giếng múc nước cho ông. Người cháu vâng lời nghe theo, mang giỏ ra giếng múc nước. Nhưng mà vừa múc vào thì nước đang lọt qua cái giỏ, nó trôi hết đi rồi. Người cháu lại gần với ông bảo rằng: cháu không làm được ông ạ, cái giỏ không thể đựng được nước. Người ông mỉm cười: cháu tiếp tục múc lại cho ông xem. Người cháu tiếp tục làm lần hai, lần ba theo lời động viên của ông. Và đến lần thứ tư, người cháu bỏ cuộc: cháu không làm được đâu ông ạ. Ông mỉm cười: ồ không, cháu đã làm được rồi đấy chứ. Cháu nhìn lại xem cái giỏ bây giờ đang là màu gì. Ồ, cái giỏ màu trắng ông ạ, thật tuyệt vời. Ông mỉm cười. Tương tự như vậy, đọc sách cũng như việc cầm giỏ đi múc nước. Có rất nhiều bí từ nói về sách, nhiều người nói lời hay lời đẹp về sách, nhưng ai chỉ cần nhớ cho thầy một thông điệp đơn giản thôi. Đọc sách cũng giống như một cái giỏ, chúng ta là cái giỏ. Cuộc sống hàng ngày bám rất nhiều bụi bặm, lo toan mệt mỏi. Vậy sách giống như là nước mát lành, thanh lọc cho chúng tâm hồn chúng ta trở nên tươi đẹp hơn, trong mắt hơn và yêu thương nhiều hơn, tử tế hơn. Cuộc sống này rất là cần. Thầy tin rằng tất cả 500 em học sinh ở đây đều như nhau, tâm hồn các em rất là đẹp. Và tâm hồn đó là một mảnh vườn có rất nhiều hạt mầm, có vui buồn, yêu thương, đố kỵ, lo toan mệt mỏi, tích cực. Vấn đề là chúng ta hàng ngày cho ăn tươi nguồn nước nào rồi thì cái hạt mầm đó sẽ bật lên. Và thầy hy vọng rằng hàng ngày em sẽ tưới cho mình nguồn nước của yêu thương. Và muốn yêu thương thì phải học cách nhìn cuộc sống bằng tâm thế biết ơn. Thực sự khi em sống trong thế giới biết ơn từ cái nhỏ nhất, biết ơn quyển vở, biết ơn đôi mắt, đôi tay, trái tim, cái lưng của mình. Em hãy coi tất cả xung quanh ta là bạn nhé, quyển sách, quyển vở, đôi mắt, trái tim. Vì rõ ràng các em đối xử tốt với bạn, bạn tốt lại với mình. Các em đối xử tệ với bạn trong cuộc sống ấy, đương nhiên bạn sẽ tệ lại. Vậy thì hãy trân quý những người bạn chúng ta đang có, những người bạn phục vụ chúng ta cả đời vô điều kiện, không có đòi hỏi gì cả. Đôi mắt cho ta nhìn, trái tim đập, hơi thở. Không ai đi hộ được bước chân của các em và không ai thở hộ được các em. Nên hãy học cách yêu thương và để cho với tâm thái biết ơn, đưa những điều nhỏ nhất để cho cái chi thức cuộc sống nó rót vào. Chỉ khi em nhắc biết ơn thì các em đọc sách, các em mới cảm nhận được. Và những cái điều khác của sống tương tác vào, các em mới biết chuyển hóa nó. Biết ơn của bác bảo vệ, biết ơn của bạn xôi, rồi mình bỏ tiền ra đấy, mua đấy. Nhưng mới cảm ơn, con cảm ơn cô ạ. Bất kỳ một điều gì cảm ơn, tự dưng tâm thế chúng ta hạ xuống. Và ai nhận được cái sự tươi mát của chúng ta. Khi các em giữ cho lòng một ngọn gió mát lành thì những người xung quanh các em là bố mẹ, thầy cô, bạn bè cũng cảm nhận được sự mát lành đó. Nhưng khi chúng ta giữ cho lòng một ngọn lửa, người hoàn than, bản thân chúng ta là người sẽ bị bỏng đầu tiên, lo toan đố kỵ mệt mỏi tác động đầu tiên, sau đó bạn bè thầy cô bố mẹ gia đình và tất cả những người tương tác chúng ta cũng bị bỏng.
thầy vẫn luôn nói với học sinh của thầy, ồn ào chúng ta là những tướng trước khi ra trận hay trên tế bào hỏa quân, tướng suy nghĩ tích cực đúng không, tướng trước khi ra trận mà tích cực thì quân cũng dạo dựng sinh ra năng lượng tích cực để đánh thắng vượt qua mọi thứ. Nhưng tướng mà mệt mỏi, tướng mà bi quan chán nản thì cơ thể chúng ta chỉ sinh ra năng lượng mệt mỏi, chúng ta không làm được gì cả. Nên hy vọng rằng thầy tin rằng tương lai tuổi trẻ, ánh mắt của người tất cả các em đây đều là những nguồn năng lượng tích cực trong ngày hôm nay và trong buổi đời các em. Một tràng vỗ tay để cảm thấy được tích cực lắm nào. Món quà thứ hai dành cho nhà trường. Học sách thì cần phải có mục tiêu và cụ thể, chúng ta không ô nào chung chung. Vậy học sách như nào? Hãy chọn ra một trong năm học đó nhé, chọn ra một hai cuốn sách tiêu biểu nhất thầy cô cùng đọc, tất cả thầy cô trong trường cùng đọc. Giống như chúng ta lên thuyền đi, đi cùng một hướng, cùng một mục tiêu thì chúng ta sẽ đi xa hơn là mỗi người đọc một cuốn, mỗi người cảm nhận một cuốn, đúng không ạ? Học sinh cũng thế, trong trường sẽ mỗi năm sẽ chọn ra hai cuốn sách cho học sinh cùng đọc. Sau khi đọc trong một khoảng thời gian, chúng ta cùng báo cáo đọc sách. Chúng ta chia mục tiêu nhé. Ví dụ một tuần đọc 70 trang, một ngày đọc 10 trang thì thế thôi. Và khi tổng kết, tất cả cùng tổng kết với nhau theo hình thức là sân khấu hóa này, chúng ta nhập vai trong sách này, còn tắt này là rất nhiều thứ, đó cũng là hành hội và đó là hành động thiết thực nhất. Chứ chúng ta không đọc vu vơ, đọc gì đọc đấy. Đấy là món quà mà thầy hy vọng rằng là ban giám hiệu nhà trường các em đã cùng triển khai năm tới. Vì chúng ta lên thuyền cùng một hướng, cùng một năng lượng, cùng một cái tư duy về sách như thế, chủ đề như thế, chúng ta đi rất xa. Món quà cuối cùng là một bài hát của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Sư ông làm mai, em nào đã nghe đến thiền sư Thích Nhất Hạnh giơ tay không? Ồ, cũng khá khá. Còn bạn nào chưa nghe đến, hãy bảo người cha, một bậc thầy của thế giới, một người chữa lành cho bất thường rất nhiều người, một nhà văn, nhà thơ, nhà diễn giả và được thế giới công nhận. Một bài hát mang tên Thiền Trà, ở trong đó có thông điệp về sự biết ơn là chân quý. Chén trà trong hai tay, chai ánh liềm đang tròn đầy, thân và tâm an trú bây giờ và ở đây. Khi uống chén nước trong, ta nhớ cội nhớ buồn. Khi nhâm chén trà thơm, hỏi nước đến từ đâu? Nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước hiệp vào muôn trái tim, ơn nước luôn tràn đầy. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những cơn duyên phòng.